Bà ta hello sau đây đó không nên bóng này mà sau đây bóng bóng dương mà chụp với trong bát bắt đầu thì nó chỉ muốn là sao quay chi bóng này à lớn ngay nè cứ là con lên mà tận lẽ trở lên thông mây mà để chơi trở lên trong cao để bóng thao thao đập buôn học này bóng bóng đi bà cứ thế lên mới trở lên thao thao đập buôn chập bị pê nâng to tơ gãy bóng bóng dương ok tờ trở lên nâng cứ miên chim mua thay là thao thao phô trên trở lên bóng này đã trở lại những cái trở lại trong cái đó để đi vượt biên miền phách đập buồn phách chiều mùi đang ở tận bầu store và lớn chiều mùi đang phi và môn đi bạn trước mà tôi bị trở lại đang hái là tôi lên đang update là từ town hall đập frame lên ngay cả một đang ấy và môn dưỡng cứ là tôi đã lại trở lại nhưng mà cứ trở lại trong cái ok bấm hot con này và môn dưỡng bạn giờ mà hai chi bấm mùi ngay tiếp bấm một bấm mùi phân ngay tiếp cứ là tôi lên đang update town hall đập frame đây này bạn giờ cái gì đó cái này cũng lên trim và môn đi bạn trim đang town hall đập frame đó này chứ là nên cái món cà phê này dùng dương tự tan ra từ đó thì muốn là cao vai trà len và bỏ vô được ở phòng đá bà thì muốn trà len trong cao kế rồi bỏ thon thon đập buôn đây là cái món này ok cái món cà phê này dùng let's go ok và môi mà là lấy dương triếm dương đặt bà luôn pi crop thế nên mà đặt bà luôn pi crop chỉ muốn được bà liếm ok ai bà liếm như trong đam tay này cái này liếm tay ấy chứ triếm vì sự bớt spell là hao ấy đó mà môi mà triếm vì sự bớt trà len vì sự bớt bắt chút bà liếm lại pop Rack spell muối, clone muối, ok. Tóm lại invisible spell bắt to. Invisible spell bắt to hay. Invisible spell bắt to mà khó tiếp bao nhiêu bắt to một khởi. Tại mấy ai super minion dưỡng banh trở lên CC. Bạn banh ta trở lên head hunter đây mà muốn em bạn. Ok. Bắt to PC dưỡng đặt cho hai đó đều. Thuật PC dưỡng đặt cho hai dưỡng đặt khuyên điên chỗ là thế. Đặt khuyên điên chỗ. Đặt khuyên điên chỗ hai bắt to mà tiếp mà. Là nó khuyên như clear CC cái đạch ở hơi nó sao là lava mới tiết toàn chảy máu baby dragon muối và baby dragon muối bởi luôn bị bay máu đầm bay quay phát đạch từ lỡ ai cho thao vỡ này khá nè là như ai hero như clear bà đà sân bóng nhưng mà ai hero clear bà đà sân tớ ok lava chỗ chú muốn nó bởi luôn bởi mối tớ và lava chỗ bởi luôn bởi mối tớ hay đang thơ pin tớ đầm bay chui banh rô giáo chèm pin này khá nè để bây giờ chúng mình rồi giờ champion has spell muối cọ muối từ lơ anh bố chúng mình skate the sword bao đai mà à là nên khơi thác đai skate the sword đấy là đai skate the sword ai lava tới tam crown tiết chỉ muốn mình lún bay buôn ra bằng muối từ lẹ và to vì thằng khỏi ai lava super và đen muối ok mà tuột đi và sân trên nhẹ chuyển đi anh chỉ muốn là lún số phở bao nhiêu mà tay nhau mà sân chuyển đi anh đến cho nhau quay hình score bao nhiêu à là nên Kevin là vua chỉ muốn là lava khả nó bay lava mà ta hái à là đây dương đại royal champion ở để chui queen dương này nè đại royal ở để chui queen dương herantha dương là sọ bay được nè herantha sọ bay ở đây queen thì mới là royal champion phong pa kia có mũi super thì mới là royal champion ok mà có hai super royal champion vitaler inferno đánh đâu sọ thì mới là herantha mũi mà herantha mũi ban từ lớn queen đó đại thế là đi dương giảm chơi đây cái này đi mà muốn dương giảm chơi đại tay ở phần hai là sao là dương sọ queen dương mũi mà sau video mua to super thì hệ so chim phải đá chỉ muốn là unicorn còn nữ hay là nên bạn luôn chơi chậm đá và to quay từ lưỡi inferno tại bạn luôn tao bắt đầu nên bạn tao sẽ win step bang tam player thứ lẻ ở lên nhảy đặc thế là nên bạn xây chậm đá bang từ lưỡi win game đại em xem rồi bang từ lưỡi king game đại tiết nếu sau win rút máu bạn nếu sau win rút máu bang chỉ muốn nên cả lại cc bang lại cc đánh là đấy em nó sau win là mua thế nên mà nó sau win là mua thế Queen muối thì muốn là Inferno và đam to tôi có nên bao nhiêu chừng ok là đây dương Super Queen muối khung vào khoa Queen khoa khoa bạn trả lời Inferno P-Crop đánh em sẽ đem tên cua bà chạy bọc này này mà chả lẽ nó nhông vay chỗ đọc đo ấy bạn đánh bao nhiêu chừng mà à bây giờ thì khó thôi bà đá ớt đánh thì bây giờ thì khó ớt dễ bạn đánh ok ông con chào tất cả các bạn xem đọc kênh tên 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 tên